Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Thủ tướng đang lên kế hoạch lớn, ông Tô Lâm lại cản đường, đối đầu. Chính phủ là nơi điều hành kinh tế, xã hội, cần kiếm rất nhiều tiền euro và đô la để cho đảng vững mạnh và quan chức giàu có. Đồng thời phải thực hiện tốt chỉ tiêu mà bên đảng giao cho chính phủ. Nói chung, ông Trọng sẽ họp hội nghị trung ương và ra chỉ tiêu về kinh tế, xã hội của đất nước rồi giao cho ông Thủ tướng thực hiện bằng được. Nếu ông Thủ tướng hoàn thành tốt thì ông Tổng không lý do gì để kết luận ông thiếu trách nhiệm cả. Còn nếu hoàn thành không tốt thì đấy là cơ hội cho ông Tổng, ông Thủ tiến lên giật lấy chiếc ghế của ông Tổng Bí Thư vào nhiệm kỳ tới và hai bên sẽ mâu thuẫn với nhau khi công kích nhau. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đã bị Đức làm khó. Với Bộ Công an Việt Nam khi bộ này vào năm 2017 đã tổ chức bắt cóc ông ta từ Berlin. Hiện nay Việt Nam có hai thị trường xuất khẩu kiếm ngoại tệ lớn, đó là Mỹ và châu Âu. Đức đang là cường quốc có tiếng nói mạnh nhất trong châu Âu, cho nên mọi vấn đề rắc rối với Đức đều có thể dẫn tới ngành xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu gặp khó khăn. Đấy là vấn đề mà ông Thủ tướng đang lo nhất. Những nước nhỏ bé lên tiếng thì không có trọng lượng, nhưng Đức lên tiếng là ảnh hưởng rất lớn. Ông Tô Lâm chính là người làm cho phía Đức nhiều lần cảm thấy rất bực bội. Một cường quốc hàng đầu thế giới mà để cho một quan chức ngành công an của nước nhược tiểu chơi xỏ thì họ quả thật rất khó chịu. Nước Đức được xem là xứ của luật pháp nghiêm minh, mà ông Tô Lâm vào đó tổ chức bắt cóc như trốn không người thì chẳng khác nào sỉ nhục họ, vì họ bị mất lòng tin một cách nhanh chóng nhất với Việt Nam. Và vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã gây ra khủng hoảng ngoại giao đối với Đức nhiều năm liền đối với Việt Nam, và trong những năm đó chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải vất vả tìm cách xoa dịu ngoại giao với phía Đức để không làm khó dễ công dân Việt Nam làm ăn ở xứ này cũng như quan hệ giữa hai nước bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi doanh nghiệp xuất khẩu sang Đức, họ cần những chính sách thông thoáng để dễ bề làm ăn. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã làm phức tạp thêm tình hình, gây khó khăn cho cộng đồng người Việt Nam đang sống ở đây. Rồi đến năm 2022 này, câu chuyện Trịnh Xuân Thanh giải quyết chưa xong thì lại xảy ra rắc rối về vấn đề tấm hộ chiếu mới. Đáng lẽ ông Tô Lâm nhìn nhận cái sai thì ông lại cứng đầu cố chấp. Lần này nước Đức lại một lần nữa khó chịu vì ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam cương quyết giữ cái sai của mình. Đây là hình ảnh vụ hộ chiếu lại lần nữa làm cho Tô Lâm tự nhiên mất ăn mất ngủ. Hiện nay trách nhiệm phục hồi kinh tế đang được ông Tổng giao cho ông Thủ tướng thực hiện. Tuy nhiên ông Thủ tướng thì đang bị Đức và một số nước châu Âu làm khó vì những gì ông Tô Lâm đã gây ra trước đó mà không hề liên quan đến ông ta. Đó là lý do mà ông Thủ tướng phải nắn gân ông Tô Lâm để ông Tô Lâm lùi bước chiều lòng các nước châu Âu đang có ác cảm với Việt Nam, và xem ra ông Tô Lâm vẫn còn cứng đầu lắm. Sự cứng đầu này có thể đẩy sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng vào thế khó khăn khi mà mục tiêu kinh tế khó hoàn thành và các nước châu Âu nhìn nhận Việt Nam với con mắt nghi ngờ. Hiện nay Tô Lâm đang ỷ lại sự giúp đỡ của ông Tổng Bí Thư, và ông Tổng cần ông Tô Lâm cho chiến dịch điều tra tầm củi đốt lò. Ngược lại ông Tô đang nhờ cậy ông Tổng che chở các vụ tiêu cực đang diễn ra nhắm vào ông ta. Việc ông Tô Lâm làm như thế là đang gây thù chuốc oán với một trong những thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay. Ông Tô Lâm đang không tự lượng sức mình mà quá cứng đầu khi ông Thủ tướng khó khăn trăm bề. Có một số chuyên gia đánh giá rằng ông Tô Lâm lại một lần nữa chứng tỏ ông non về chính trị. Thế lực của ông Tổng Bí Thư là có số 1 thật, nhưng ông Tổng đã quá già, không còn cưu mang ông Tô Lâm được bao lâu nữa. Tuy thế, lực lượng của ông Thủ tướng lại xếp sau ông Tổng, nhưng ông Thủ tướng đang được ông Nguyễn Tân Dũng vận động ủng hộ vào toàn bộ cánh miền Nam cũng như những ủy viên Trung ương Đảng khác. Và nếu ông Thủ tướng giành được chiếc ghế Tổng Bí Thư thì Nguyễn Thành Nghị sẽ là một suất trong Bộ Chính trị và liên minh với Phạm Minh Chính và Nguyễn Thành Nghị sẽ rất mạnh. Đây là hình ảnh Tô Lâm là trung tâm rắc rối của chính phủ. Nếu ông Tô Lâm không cứng đầu với ông Thủ tướng thì khi ông Thủ tướng mạnh lên, ông Tô Lâm sẽ trở thành kẻ thất sủng. Còn nếu như thế này thì tới lúc đó ông Tô Lâm sẽ bị loại ra ngoài lề và sự nghiệp chính trị của ông Tô sẽ xuống dốc không phanh. Có thể nói ông Tô đang là vật cản đường lớn nhất với ông Thủ tướng. Làm vậy thì có ngày sẽ đối đầu, và lúc đó ông Tô Lâm khó mà giữ được phong độ như ngày nay cho được. Có thể sẽ phải trả giá đắt. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nghi ngờ lớn chiến dịch bảo kê tội phạm xuyên quốc gia của anh Tô đang bị lộ. Nước Đức bị chính ông Tô Lâm chơi xỏ trong vụ án Trịnh Xuân Thanh. Không làm gì được ông Tô Lâm, phía Đức cho bắt thuộc hạ của ông Tô Lâm đem xử. Sau vụ này, phía Đức cẩn thận hơn với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam mỗi khi họ đặt chân tới đây. Họ nhìn quan chức như một tội phạm tiềm ẩn. Vì thế, khi hộ chiếu của Bộ Công an Việt Nam phát hành không có nơi sinh, phía Đức dường như lập tức có cớ để phản ứng ngay. Hộ chiếu không có nơi sinh có nghĩa là lai lịch của tội phạm xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Việt Nam sẽ dễ dàng ẩn mình tại Đức, và có thể các nước khác cũng lại bắt chước làm như vậy. Tiếp theo là Tây Ban Nha. Mới đây, vụ án cưỡng dâm cô gái người Anh 17 tuổi tại Mallorca đã làm dậy sóng dư luận trong nước và quốc tế. Đây là một dạng tội phạm, chưa biết là loại tội phạm nào từ Việt Nam sang đây làm hay không. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã tiếp bước Đức đề phòng những tội phạm bất minh lai lịch từ Việt Nam sang đây để hoạt động, gây hỗn loạn đất nước của họ. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Tiếp theo là Cộng hòa Séc. Đây là quốc gia thứ ba từ chối cấp visa cho các loại hộ chiếu mới của Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Theo một số quan chức an ninh Séc, các băng nhóm tội phạm Việt Nam mới là mafia hoạt động mạnh nhất tại quốc gia này. Nguyên Giám đốc Cục Cảnh sát chống tội phạm có tổ chức Chilacta từ năm 2008 cho đến 2016, khi cơ quan này đã chưa bị giải thể, và Giám đốc Trung tâm Bài trừ Ma túy Quốc gia Jacob cùng công nhận rằng các băng nhóm tội phạm nói tiếng Việt mới là đối tượng hàng đầu mà Cộng hòa Séc cần phải quan tâm theo dõi. Họ nói rằng hoạt động mạnh nhất là các băng đảng nói tiếng Nga, và dĩ nhiên là cả Việt Nam và phần nào cả trong cộng đồng Trung Quốc. Ban đầu là nhập khẩu hàng hóa, buôn bán hoàng giả ngoài chợ trời và sau đó chuyển sang ma túy. Ông Robert đã nói với phóng viên Nhật báo Bravo như vậy. Ông Robert cũng lưu ý rằng là các băng nhóm tội phạm Việt Nam thích ứng rất nhanh trong môi trường Cộng hòa Séc và phụ thuộc vào tình hình để họ có thể nhanh chóng chuyển hướng hoạt động, từ nhập hàng vải sợi cho tới các canh tác buôn bán cần sa hay hiện nay chuyên về ma túy đá. Đó là những gì đang diễn ra tại Cộng hòa Séc. Nếu tấm hộ chiếu có nơi sinh thì cơ quan chống tội phạm của nước này sẽ khoanh vùng và quyết định cho nhập cảnh hay không. Đặc biệt là tội phạm buôn người thường xuất phát từ những địa phương ở miền Bắc Việt Nam, nơi có rất nhiều các tỉnh miền Trung. Đây là hình ảnh Cộng hòa Séc đã từ chối cấp visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam. Không biết ông Tô Lâm có ý đồ bao che cho tội phạm hay không. Tuy nhiên, trong mắt các nước như Slovakia, Đức, Cộng hòa Séc thì hành động bắt cóc của ông Tô Lâm đã tổ chức tại Berlin, Cộng hòa Séc và Slovakia không khác gì tội phạm có tổ chức thường hoạt động nhưng lại mang tính chất nhà nước. Việc đưa người trái phép từ quốc gia này đến quốc gia khác thường bị liệt vào tội buôn người. Ông Tô Lâm đã từng làm điều đó, nhưng còn nguy hiểm hơn, đó là tội bắt cóc. Cho đến nay, các nước châu Âu đang muốn đánh vào những gì ông Tô Lâm làm. Cứ mỗi lần ông Tô Lâm cứng đầu là họ lại tiến thêm một bước mới trong vấn đề cấp visa cho hộ chiếu mới, và cứ như thế một nước khác lại công bố không chấp nhận. Ông Tô Lâm chính là quan chức của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng trong mắt các quốc gia châu Âu, ông này là một người phạm pháp nên họ không bao giờ nhân nhượng. Hiện nay, ông Tô Lâm đang như ếch ngồi trong nồi. Mỗi lần một quốc gia từ chối hộ chiếu mới là như một mồi lửa nung cho ếch chín dần. Hiện nay, ông Tô Lâm mất ăn mất ngủ vì sự cố chơi dại này. Mà dại hơn nữa là hành động bỏ nơi sinh trong hộ chiếu bị các quốc gia châu Âu xem là việc che giấu tung tích cho tội phạm. Thêm vào hành động cứng đầu không chịu sửa thì người ta lại càng tin hơn về những mục đích phía sau của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh tội phạm người Việt ở Cộng hòa Séc sẽ có lợi nếu nước này chấp nhận hộ chiếu mới không ghi nơi sinh. Hiện nay, các bên cấp cao của châu Âu đang thảo luận để đưa ra giải pháp chung về vấn đề hộ chiếu mới của Việt Nam. Không biết khi các nước ở châu Âu thống nhất thì ông Tô Lâm sẽ ăn nói thế nào với dư luận. Cố chấp không sớm sửa thì để càng lâu càng mất điểm trước dư luận trong nước và thế giới, và có thể dẫn đến việc ông ta bị loại khỏi Ủy viên Bộ Chính trị và mất chân trong tứ trụ thời gian tới.